Bài hát tiếp theo là bài hát chỉ có dân chơi mới biết. Thôi được á, Playboy. Anh biết cơ nha. Lên á. Vườn hồng ngày xưa đã uống. Xin mời anh Minh Thành. 999 đô hoa hồng. À sai. Ủa? Sao sai? Ủa sao lại sai? À. Đó hồng. Xin mời anh. Đây là bài 999 đô hồng. Yeah, đúng rồi. Mình đánh lại, mình đánh lại. Hết được rồi. Được rồi. Rồi, cái gì công bố. Đây là bài 999 đóa hồng remix. Chính xác. Ai ơi. Em mà không được điểm, không ai được điểm. Hay quá kìa ơi. Dạ rồi, các khúc tiếp theo. Trên đường trường sơn, hai đứa ở hai đầu xa đồng. Đường gió chẳng buồn ngày đẹp lắm. 3, 2, 1. Đây là bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Có remix không? Remix là remix. Xin mời kia ơi, Kenji. Anh biết cái nhà mà anh nhường đó. Tiếp. 3, 2, 1. Mời Gina. Đây là bài Sorry. Ok. Thì đâu mà xin lỗi đâu. Đi lừa người ta mà. Rồi. Sorry, xin lỗi. Bài tiếp theo. Đây là bài Người Tình Mùa Đông. Đây là điểm sẽ thuộc về kia. Mời cái gì? Mời nhà thiếu nhi anh ra. Đó đó, trời ơi, có nhà thiếu nhi luôn. Mới nói là cho liền kia luôn hả? Đó, em nhiều món. Bài này tên gì á? Cá lóc nước. Lôi, chưa đám mà. Chúa là gì đâu, chậm thôi mà. Không theo không. 3, 2, 1. Bài tên gì? Cá vàng. Xin mời Gina. Đây là bài Cá Vàng Bơi. Wow. Là một bài em cũng không biết có người mix hay không. Ơi bài này bê ba thấu hát rồi nè. Rất kinh không? Ba, bài này hai, động. Vô, 3, 2, 1. Ủa, anh ơi, từ. Bài này là bài bà đi bán lợn con, bà đi. Anh chốt, anh chốt. Con heo đất. Đúng không phải không? Cậu ta cho anh. Anh được một điểm rồi, yeah. Dạ sai rồi anh. Nó không liên quan. Không liên quan luôn. Xin mời Gina. Xin mời. Bài ba bà đi bán lợn con. Chính. Wow, ba bà đi bán lợn con. Đây là bài La La Lay. Chính xác. Anh lại biết nói mà anh không nhớ cái tựa đó đây nè. Xin mời Minh Hằng. Cảm ơn tất cả mọi người đã nhường cho anh. Anh quyết định là sẽ trả đúng câu hỏi này. Yeah. Đó chính là bài Vợ Người Ta. Yeah. Hay quá. Nói chung là cảm ơn mọi người nha. Anh mừng quá. Gia đình ơi, trả lời đúng rồi. Ơi. Bài hát tiếp theo. Ba, hai, một. Ôi, anh thắng rồi. Không nhường nữa.
Bài này là bài Knock Knock của Twice. Chính xác. Yeah, là trọng tài của phần thi này cũng như là xuyên suốt cái tập hôm nay. Ok. Rồi yeah, mọi người lấy một quả bóng đi ạ. À? Ok. 5 phút sửa phép bắt đầu. Bắt đầu. Trọng tài. Wow. Hay quá. Anh là thấy hay. Chết rồi, tới đây nó hết. Ôi. Anh mặc hết quần lên anh ơi. Vậy là anh thành công chưa? Thành công chưa mọi người? Anh thành công chưa rồi? Rồi, ok. Dạ được rồi ạ. Anh kiểu lên, anh kiểu lên. Và mọi người đã chuẩn bị chưa ạ? Rồi. Vâng, và mời mọi người về vị trí ạ. Vô đen. Người mà di chuyển sẽ ngồi đầu và ngồi cuối. Còn người thổi bong bóng sẽ là người thứ hai. Em ngồi giữa anh. Oh, anh em chuẩn bị chưa? Tới rồi. Rồi. Chuyến tàu hôm nay của chúng ta sắp bắt đầu rồi. Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Bấm thử em chưa? Trời ơi, em bấm thử chưa? Quay đầu lại, quay đầu lại. Rồi, vô. Rồi. Đi ra, đi ra. Rồi, đi ra. Rồi. Anh nói nước con luôn. Chai giữa nè. Một, hai, ba. Ê, nha. Đó, bắt đầu có kinh nghiệm rồi đó. Anh đây, một, hai, ba. Hai, ba. Chưa? Rồi chưa? Hai, ba. Chai giữa. Em nằm em nhớ một ngày trong veo một mùa nghiêng nghiêng. Một, hai. Rồi, mọi người để ở dưới nhà. Người để dưới cái ghế, để dưới cái ghế. Đây, chị bắt đầu nè. Kéo nặng. Vô, 2, 3. Ê, 2, 3. Ê. Rồi, đi lên, đi lên, đi lên, đi. Ok, ok luôn. Em điểm được cuối không? 2, 3. Chị lên đầu dễ hơn, chị mang em giữa nè. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2
Mon ăn với mon khách bây giờ không phải là chờ đợi giờ thôi nha cha. Thôi cha hai ba. Trời ơi. Đây là một cuộc đấu sức lực rồi. Đi đây đi chơi vừa luôn. Đi đâu? Đâu? Trời. Đi đi xuống, đi xuống, xuống. Ngồi lên. Ngồi lên. 2 3. Vô. 2 3. 2 3. 2 3. Trời ơi. 5 4 3. Mẹ. 2 1. Rồi hết giờ. Thì bây giờ mình mời phần từ đây về đây là của đội bên đây là của đội này, còn từ đây về đây là cái này là bóng của em xanh. Mọi người chơi có mệt không? Mệt. Mệt. Thôi thì bây giờ cũng tới phần đếm số lượng của mỗi bên, thì mời anh lên phụ em đếm. Tập tâm nha anh. 1 rồi 2 3 4 5 5 6 là 7. Rồi. Ôi 7. Đội bên đây nó kim trong vừa được 7 trái bóng. Mời anh Mon. Hả? 1 2 3. Còn có nghe xíu. 4 5 5 6 7. Ôi cha. Hai đứa bằng tay ăn thích người ta. Bằng nhau. Lại bằng.
Lại bằng. Em cũng số 7 đúng không ta? Cũng số 7. Ờ, cũng số 7. Kết quả thì hai đội mọi người cũng bằng nhau rồi. Mà trên tay mình thì còn một quả bóng nữa. Thì mình sẽ tặng cho trái bóng này cho đội nào. Thôi thôi vậy nha, mọi người khen mình câu nào hay nhất thì mình tặng đội đó. Thôi.